Bản di chúc miệng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với nội dung để lại nhà cho cháu gái có thể không có hiệu lực pháp lý. Vừa qua, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thụ lý đơn kiện của nghệ sĩ Hồng Nhung, tức em gái Vũ Linh, về việc tranh chấp quyền thừa kế với Hồng Loan, con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ. Theo nội dung đơn kiện, Hồng Nhung yêu cầu được chia tài sản gồm nhà ở, đất đai. Trong đơn kiện, em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh còn nhắc đến việc con gái mình là Hồng Phượng cũng được hưởng một phần tài sản theo di chúc bằng miệng của cố nghệ sĩ ưu tú. Theo như chia sẻ trước đó của gia đình, trước khi mất, Vũ Linh có để lại đoạn clip về việc phân chia tài sản, trong đó cố nghệ sĩ nói: căn nhà này con ở, ám chỉ Hồng Phượng, đồng thời không được bán gì hết. Con với mẹ con, sau này muốn cho Hồng Loan hay Tiểu Linh ở hay không là tùy con. Thông tin nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện để tranh giành tài sản với con ruột nghệ sĩ Vũ Linh đã khiến một bộ phận dư luận cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại, điều được nhiều người quan tâm là tính pháp lý của bản di chúc miệng mà nghệ sĩ Vũ Linh lập ra lúc sinh thời. Đây được cho là điểm bất lợi đối với con gái ruột của ông Hoàng Cải Lương. Giải thích thắc mắc này, luật sư Nguyễn Chí Thiện, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong vụ việc tranh chấp quyền thừa kế với tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có văn bản khai nhận di sản thừa kế từ phía Hồng Loan và bản di chúc miệng từ phía Hồng Phượng. Xét về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Chí Thiện cho biết, di chúc miệng vẫn có tính pháp lý như di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên, một bản di chúc miệng để được xem là hợp pháp cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây. Người lập di chúc phải thể hiện ý chí cuối cùng của mình với sự chứng kiến của ít nhất hai người làm chứng. Kèm theo đó, người làm chứng phải ghi chép, ký tên. Sau khi có bản di chúc miệng, trong thời hạn 5 ngày, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Lưu ý, sau 3 tháng lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, di chúc miệng sẽ bị hủy bỏ. Được biết, đoạn video nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại quyền thừa kế căn nhà cho cháu gái Hồng Phượng được quay vào thời điểm nhiều năm trước. Tuy nhiên, kết quả vụ tranh chấp vẫn đang đợi phán quyết của tòa án. Nói thêm về ồn ào của gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau khi Vũ Linh qua đời vào đầu tháng 3 năm 2023, Hồng Loan, con gái ruột của ông, và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi, đã thu hút nhiều sự chú ý khi livestream vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Trong livestream, Hồng Loan khẳng định mình là con ruột chứ không phải con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh, như thông tin Hồng Phượng chia sẻ trước đó tại đám tang. Hồng Loan nói: ngày ba em mất, gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú Bảy, nghệ sĩ Tiểu Linh đi xét nghiệm ADN về em. Em sẵn sàng làm chuyện đó. Ngoài nghi vấn con ruột, con nuôi, Hồng Loan còn lên tiếng làm rõ chuyện người thân trong gia đình mượn danh tiếng nghệ sĩ Vũ Linh để nhận tiền quyên góp. Riêng về phía Hồng Nhung và Hồng Phượng, cả hai liên tục lên mạng xã hội chỉ trích Hồng Loan. Gần nhất vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là Hồng Loan đổi khóa nhà, khiến mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng ngồi tức tối bên vệ đường. Hiện nhiều người đứng về phía con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho rằng cô đang bị người thân chèn ép.